Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với đảng quỹ khối doanh nghiệp và ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm một số doanh nghiệp tại các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ. Đoàn đã đến thăm Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Nha Trang, Công ty Cổ phần Thủy sản Hải Sáng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Chi Việt, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Miền Nam tại khu công nghiệp Thốt Nốt và Trà Nóc. Tại các nơi đến, đoàn tìm hiểu tình hình hoạt động và sự phát triển của đơn vị. Các hoạt động của công đoàn cơ sở, công tác chăm lo công đoàn viên, người lao động thời gian qua. Kết quả chăm lo tốt nguyên đã sắp tới. Đoàn chia sẻ những khó khăn với các đơn vị, đồng thời hướng dẫn một số công tác công đoàn. Tại các đơn vị, đoàn cũng tặng quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt nhằm góp phần giúp công nhân vượt qua khó khăn, an tâm gắn bó với công ty việc tổ chức đoàn đến thăm các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các hoạt động chăm lo phúc lợi và lợi ích cho đoàn viên người lao động dịp Tết Nguyên đáng năm 2024 và thiết thực chào mừng 20 năm thành lập thành phố Cường Thơ trực thuộc Trung ương.